sẽ khiến anh ngồi mệt. Thì còn em đây, em sẽ không để anh buồn. Giờ mình anh nơi đây ôm nỗi nhớ em, trong tim anh lại chẳng còn thế. Suy nghĩ anh sai, thì sẽ giận em vừa rồi. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.